Tiếp tục thông tin về tình hình thời tiết ạ. Miền Bắc giảm mưa thì liệu thời tiết có nóng lên ngay không anh Quốc Sáng? Vâng, từ trưa chiều nay thì miền Bắc sẽ giảm mưa, tuy nhiên là vẫn còn hơi mát của không khí lạnh nên là thời tiết cũng chưa nóng lên ngay. Tại thủ đô Hà Nội và các thành phố miền Bắc hôm nay sẽ được hưởng tiết trời mùa thu mát dịu với nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 31 độ C. Xuống khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì mưa còn kéo dài hết đêm nay, cục bộ có nơi mưa to trên 120 mm. Trong đó thì vùng mưa to dịch xuống Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trái lại sâu xuống phía nam của miền Trung như ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết thì mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối, còn từ sáng đến trưa nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trưa nay có nắng gián đoạn, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột có mức nhiệt mát dịu 25 đến 29 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ thì trời nóng hơn, 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên thì mưa có xu hướng giảm mưa, chỉ xảy ra vài nơi, còn khu vực Nam Bộ thì mưa dông rải rác, về chiều cục bộ có điểm mưa to, đồng thời khi cơn dông kéo đến có thể kèm theo cả dông sét và gió giật mạnh. Cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi. Và như vậy là sang hôm nay thì mưa đã giảm ở nhiều khu vực, chỉ còn mưa lớn kéo dài hết đêm nay từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên, Nam Bộ thì dự báo mưa dông về chiều. Quý vị cần lưu ý để chuẩn bị tốt hơn cho ngày mới.